mọi người, đây là buổi chụp hình của buổi hậu trường của buổi chụp hình phim Đừng Làm Mặt Nữa, và mình là Hansu ạ. Đây là và đây là Cớ. Em là ai? Em là Cục Thắng Lợi. Cẩn thận cái má nha, cẩn thận cái má đồ nha. Trần Nhật em đang làm đồ gì? Chính là không được nha. Cẩn thận nha. Sáng 3 giờ sáng là mình làm cái gì rồi? Lại nghĩ. Ừ, thấy là lên phim rồi. Chưa biết lên phim có đẹp hay không nha. Lên phim thì sẽ đẹp thì bù lại những giây phút xấu xí ở Việt Nam. Ảo lá. Ta đang đứng đồng, đứng cho cái dáng nó trọng trọng như vậy là nhỏ thôi. Xin chào mọi người, mình là Thanh Thanh. Các bạn thấy mình sao? Cũng dễ thương ba ấy đúng không? Nhưng mà trong phim mình sẽ dễ thương hơn nữa. Đó, khi mà mình dễ thương ra nè. Chân mấy cô ta đúng không? Kéo lên, kéo cho nó cao rồi được. Ừ, đúng rồi. Đẹp á. Giữ nha, giữ nha. 2, 3 cái gì? Dặn thấp người xuống. Để hai đứa nha. Rồi, đây nhậm. Em bưng hai cái chân của hai các bạn. Mày lắm không? Đâu nè. Đáng làm nhanh thì đỡ mòn nè. Quay gì? Không có quay gì. Mời nhỏ, không phải chịu. Quen bị chấn thương. Thôi nhậm đến nha. Tùng cố tình mặc ngược hay là Tùng mặc nhầm? Mặc nhầm. Anh đã quay ạ. À?